vị khách quý. Tôi xin được giới thiệu, họ tên đầy đủ của tôi là Lô Thị Hoa, người dân tộc Thái. Sinh ra và lớn lên ở đây, lấy chồng xong rồi nhân dịp 2011 thì được vườn quốc gia Pù Mát khảo sát cái điểm chỗ bản nưa này, chọn điểm là làm cái chỗ dừng chân cho khách, thực hiện du lịch cộng đồng đầu tiên của huyện Vân Quốc. Thì bản thân tôi tham gia vào 2011 thì cho đến giờ phút này thì cũng được 11 năm. Thì nhằm mục đích giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Trong cái thời gian của tôi tham gia du lịch cộng đồng thì vẹn vẹn được 7 ngày đi tập huấn. Nhưng mà trong thời gian đấy thì bản thân tôi trong 7 ngày thì hình như máu của tôi đã đi sâu vào trong cái du lịch cộng đồng này. Về bản thân là chỉ có 5 thành viên, 5 chị em chúng tôi là hoạt động trong con bản, gồm trưởng bản, bản thân tôi là tham gia bên chi hội phụ nữ, với là một chị đây là chị Nghi Thị Mơ, là chị hoạt động bên tổ chi hội nông dân. Chào chị Mơ. Chị Lương Thị Yên là cũng là bên chi hội phụ nữ, với chị Lương Thị Thuận đó là thanh tra của cơ bản. 5 chị em chúng tôi là tham gia vào đi tập huấn được 7 ngày, về là lúc đấy cũng chân ướt chân ráo, không biết làm như thế nào để xây dựng được cái mô hình du lịch cộng đồng này để phát triển. Thì chúng tôi từ góp cổ phần này, thì nói thật với các bạn chứ, điện thoại không có, sau đấy là nhờ cái chỗ vườn quốc gia Pù Mát làm tờ rơi. Ở đây điện thắp sáng thì có được 2-3 năm. Trong thời gian chúng tôi hoạt động đấy thì đường xá thì xa xôi, từ thành phố lên đây so với phía Bắc chúng tôi là khó khăn hơn nhiều. Nhưng mà cũng gọi là nhờ cái sự cố gắng đam mê nhiệt tình trong 5 chị em chúng tôi đã bàn bạc làm như thế nào để thu hút được gọi là khách. Tuyên truyền miệng, với thứ hai nữa thì chúng nhờ là cái đài truyền hình đến quay và để chúng tôi giới thiệu về quảng bá. Trong cái thời gian 3 năm hầu như là không có khách. Hiện tại bây giờ cái số liệu của tôi đang đến từng ngón tay một thời gian 3 năm đấy. Bản thân tôi cũng là một người nổi trở trong gia đình, thường là hoạt động vào gia đình, thì gia đình của tôi thì cũng là làm nghề nông, chăn nuôi gọi là lợn gà và cái mô hình chè cám. Thì chồng tôi thì phản đối cực liệt, bảo là tại sao mô hình của ta đang phát triển mạnh như thế này, tự dưng lại nhảy sang du lịch làm gì. Nhưng mà tôi phải là đi tập huấn, và thứ hai là đi được y tế cả cái mô hình khác, thì tôi cũng là chắc chắn họ làm được thì lúc anh bảo là không cho làm nữa, nhưng mà tôi thì cũng gọi là một người đam mê rồi thì tôi chỉ gọi là quyết tâm đi báo, thì anh cứ cho em làm đi. Trong thời gian đã gọi là vợ chồng mình xây dựng gia đình thì em cũng đã hy sinh cho gia đình nhiều rồi, thì bây giờ cho em đánh bạc một phen đi. Nói thật của các bác, riêng bản thân nhà tôi là bán một con cúc đau đực. Ở đây thì tiền Nghệ An thì cũng có chút, thì về là tôi mua sắm chăn gà ở để. Trong cái thời gian 3 năm ấy thì gia đình cũng rất là khó khăn, nói cho mới đủ là gọi là cái đủ ăn thôi, nhưng mà đồng tiền thì đi ra đi vào thì nó cũng chưa khó lắm. Thì anh bảo đấy, bây giờ thì đầu tư cho nhiều vào khách cũng không có, nhưng mà tôi cũng gọi là đồng viên tất cả mọi người, cả thành viên trong gia đình. Thì cũng nhờ là chủ trương địa phương và là bên huyện bên tỉnh thì cũng tiền thứ hai để thì cũng là chủ cơ cấu của công ty Pù Mát
gồm là mô hình là các cái tổ tổ đá lát xin mà giới thiệu với là các bác ở đây là cái lô để nguồn là chuyên về máy tê đá là như ví dụ như cái bộ ba ghế thì giới tham gia lên là anh này là chuyên là đi làm cái tre mà họ đã bỏ đi thì anh đưa về là thành một cái tổ cảm bạn là 4 tuổi thì thành một cái tổ để thành một cái sản phẩm cùng đưa ra thị trường với là một cái tổ đang bán nữa gồm có là 2-3 thành viên. Tổ này thì trên là 70 tuổi 60 tuổi 70 tuổi thì các mẹ là đang những cái sản phẩm của tôi cũng đã kéo về một sản nhá đấy thì còn một tổ nữa thì luôn đồng hành từng ngày từng giờ từng phút đó là tổ là gọi là văn nghệ để chuyên phục vụ các cái tiết mục gọi là cái bài của truyền thống của đồng bào Thái ấy thì là do chị Dương Thị Phần này quản lý cái tổ của văn nghệ. Còn riêng cái tổ của chị Mơ này là quản lý tổ ẩm thực thì tôi là phân ra tất cả các cái tổ đều có tổ trưởng đều có tổ phó. Nhưng mà trong cái hoạt động cái cổ đông ở tại Bàn Mơ này của tôi sẽ gọi là cái học cần lên thì đủ cái gì mà cần thì tôi cũng quản lý, thì cái gì mà không có hạt dùng được thì chúng tôi cũng bỏ qua. Chúng tôi sẽ làm phản biệt cho những cái mà chúng mình phản ấy thì tất cả các dịch vụ là đều đi vào một túi tiền anh ẩm thực lợi nhuận cùng bỏ vào cái túi tiền này anh đan lát cùng bỏ vào túi tiền này ví dụ như tôi đi bán tất cả các cái mặt hàng thì cùng có thủ tục cùng có kế toán bán được thì bỏ vào trong này sau trừ đi trả cái tiền gốc của mình thì lợi nhuận bao nhiêu tính ra hàng tháng mình gọi là có thu nhập thì mình gọi là với cái doanh thu của mình ấy càng lớn thì tất cả mọi người trong tổ đều là gọi là có thu nhập càng cao. Cho chính vì vậy là chúng tôi ở đây không có cái sự gọi là cạnh tranh cũng không có cái sự mâu thuẫn gọi là tất cả mọi người trong thôn bản là ai cũng được tham gia vào cái tổ cái cộng đồng của chúng tôi. Ví dụ như cả cái nhà họ không có hôm trên đây nhưng mà có cả cái thanh niên họ gọi là trong cái tổ du lịch cộng đồng này thôi thì ví dụ như đoàn của ta đến đây thì cái số lượng cái chủ lớn thôi nhưng mà cả cái công ty tự thành thì họ càng lớn hơn nữa có đoàn thì 100 khách có đoàn thì 150 khách có đoàn cũng có là 180 khách thì chúng tôi sẽ tổ chức ăn một chỗ uống rượu cân một chỗ xem văn nghệ một chỗ sau đấy chúng tôi chia ra hôm trên đây số 4 số 2 số 3 số 4 thì tất cả cái hôm trên đây đấy thì trong cái đoàn của mình đều được đọc tên danh sách của mình. Nên thì chúng tôi bảng A thì ở số trên đây số 1, bảng B số 2. Đấy thì mình theo đi về danh sách của trưởng đoàn. Ăn uống xong thì hay mình cũng được đến từng hôm trên đây để mình nghỉ. Trong cái danh thứ đấy thì ví dụ như chúng tôi cũng tích ra một cái phần nào để gọi là xây dựng cái con với là cái gọi là của thôn bản ấy để cho thôn bản có cái nguồn thu khác từ du lịch cộng đồng. Thì cái hôm mà chúng tôi xây dựng du lịch cộng đồng thì con bạn cũng chưa được như thế này đâu. Hiện tại bây giờ thì chúng tôi biết ra cái phần cuối thì ở cái chỗ của trường gọi là của thôn ấy nhà văn hóa cộng đồng thì tôi cũng sáng sửa cho tham gia là cái đèn gọi là đường điện chúng tôi là trích cái quỹ này ra thì ví dụ như một công tác thì bật sáng cả làng luôn đấy cũng nguồn từ gọi là du lịch cộng đồng thì tất cả gọi là xây dựng cái mô hình này thì riêng bản thân tôi thì cũng gọi là có một sự tự hào vì là cả thành viên luôn đồng hành cùng tôi để xây dựng được cái gọi là một cái mô hình trường thì cũng chưa dám nói nhưng mà gọi là đoàn kết. Đấy. Thì trong cái thời gian hoạt động thì cũng rất là gọi là gặp nhiều khó khăn. Thì nhờ một bà chủ quyền địa phương họ tạo điều kiện cho chúng tôi cái chỗ mà mình đảo xé thì chủ quyền là một cái vùng áo mà nữa gọi là thành phố ấy thì tôi cũng xin gửi lên quyền lãnh tỉnh thì họ hỗ trợ để đắp cái chỗ đấy. Hiện tại bây giờ thì cũng có gọi là cái đường đọc xe cho tất cả các khách đồng thời nếu mà không có khách thì cũng lại là cái chỗ chơi cho các cháu hoặc
tại đây con của tôi là nó chụp ảnh dưới vẫn đeo cái dây của chị của đấy ấy. Nếu mà nó đứt đi thì hiện tại bây giờ có đứa con đang học ngoài Hà Nội thì hôm trước nó bảo là mẹ ơi con đứt đi cái dây cổ tay của con rồi, con cảm thấy bất an, hôm nào con về thì mẹ là thì mẹ cầu nguyện cho con nhé. Đấy đó là cái phong tục thì là nữa ta là cũng có gọi là ở dưới một sân bay sổ tay thì tôi đã được định thì mà không đầy sẵn thì là người là ta cũng được gọi là cuộc chỉ cổ tay của tôi để cầu may mắn cho con của chúng ta là của đi này mỗi người một cái đây để về gọi là cái chuyện đi vừa có may mắn này, hạnh phúc này, được mạnh khỏe này, mọi cái là đều là tất cả là chúng ta chuyển đi, nhờ cái chuyến đi này chúng tôi cho may mắn cho thử thách và thành công thì cuối cùng thì chúng tôi cũng có cái bài gọi là chia sẻ cho ở bác tử của chúng ta để được thì bây giờ thì chúng tôi cũng chỉ mong là tất cả là mọi người trong Đài Loan thì có cái ý kiến gì thì muốn hỏi thì bây giờ thì chúng tôi xin mời chú biết từ phía bạn.